Hồi nãy á, em nghe chị nói là hả, ngay từ những ngày đầu là chị đã mắc cười anh Thành heo của chị rồi. Vậy thì anh Thành lúc mà đi làm á, cái tính gì mà của ảnh mà chị cảm thấy ảnh xấu nhất? Làm gì có kể. Có cái kỷ niệm nào mà hai người mà nhớ đời không? Anh Thành, anh có nhớ cái cảnh quay mà mình quay ngay chợ Tân Mỹ không? Cái cảnh mà hả em đi xe ở trên đường cái hả bị tai nạn, cái té xe, cái anh chạy lại, anh lấy xe em lên, anh giúp em á. Nhớ. Ừ, nhưng mà anh chưa kịp chạy tới là cái ông nào ông chạy tới. Em hiểu không? Tại vì cái cảnh Ông đó là tưởng quay tới ở ngoài tới thiệt. chợ. Ừ, quay ở ngoài chợ là coi như đoàn phim là giấu máy, coi như không có thấy, tưởng là tai nạn thiệt. Cái ông này hả, ông chạy tới chưa kịp hả ra tay anh Chưa kịp hùng xuống trước. đỡ là có vị khán giả họ tưởng té thiệt hoặc là họ đỡ rồi. Anh đứng Yeah. lên nhìn anh cười cho nó biết ai. Thế chị ánh phải té lại từ đầu đúng không? Té lại chứ sao giờ quay. À, vậy thì em hỏi chút xíu, cái lúc mà anh chị mà đóng những cái phân đoạn mà xúc động á, thì thân với nhau quá rồi á, thì đóng xúc động bằng cách nào? Mỗi lần thật sự thân nhau lắm, thân coi như là không còn gì để giấu giếm với nhau luôn á, nhưng mà cứ mỗi mà đạo diễn kêu quay cảnh thân mật cái là hai đứa nhìn nhau cười hoài, cười hoài, quay đi quay lại hoài, quay đi quay lại hoài vậy đó Cảnh tình mà tứ hả. Ừ ôm ấp hung hít đồ ừ mà đâu có hung nó được đâu, vừa vô gần tới là nó mà cái xì giọng cười của anh sao? cười Vậy chị Ánh khi mà đóng với anh á, có khi nào mà chị anh làm trái với chị và chị phải góp ý nặng nề không, phải tranh luận á? Tranh luận hả? Ừ. À, thật sự tranh luận về diễn xuất á, thì không có, nhưng mà tranh luận về cái khác thì có. Ví dụ cái khác Tranh là luận cái nghĩa gì? gì? Ví dụ như ông hút thuốc. À, À được chị, hút thuốc không tốt đúng không đúng chị? Hút rồi, nhiều không? cũng nhiều Thời gian ông thất tình ông hút nhiều lắm. À, thì ra anh cũng bị thất cũng tình. có. Không, nói chung là tại vì anh biết cái vấn đề mà hút thuốc nó không phải là tốt, nhưng mà hình như là nó như giống như một cái thói quen rồi. Mình có ý nhiều khi mình có ý thức mình bỏ 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 nhiều lần lắm, nhưng mà khi đi làm á tập trung phải cầm điếu thuốc hút để mà suy nghĩ, tìm cái cách diễn, tìm cái lối diễn làm sao cho nó phù hợp. À, coi coi như em chưa nói gì đi ha. Cái đó là nghiện hành vi. Đúng Mà rồi, có nó lý như do một lý thói cháu. quen rồi đó, nó giống Ừ. một thói quen, nhưng mà bây giờ hiện tại bây giờ thì cũng cũng đã ý thức rồi, giảm nhiều so với hồi đó lắm rồi. Dạ.